Thưa quý vị, sau nhiều ngày oi nóng thì sáng nay đúng vào tiết lập đông, thời tiết ở miền Bắc chuyển sang trạng thái mưa phùn trời âm u, đánh dấu mùa đông đã bắt đầu. Và người dân miền Bắc sẽ cảm nhận rõ hơn cái rét mướt của mùa đông từ chiều tối mai khi một đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh tràn về và gây mưa cho toàn khu vực. Sáng nay, gió đông nam đã hoạt động mạnh lên rõ rệt, lượng ẩm liên tiếp đưa từ biển vào nên đã gây ra mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù. Trong ngày đầu tuần, dạng thời tiết này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân. Trời nhiều mây, âm u nhưng chưa thực sự chuyển rét khi mức nhiệt vẫn ở ngưỡng 24 độ C. Tuy nhiên, thời tiết sẽ khác biệt hoàn toàn từ chiều tối mai khi một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa tràn về. Mưa sẽ tăng dần và tập trung trong ngày 9 tháng 11 tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Cảnh báo khả năng một số khu vực sẽ bị ngập úng, vùng núi cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Khi mưa giảm cũng là lúc trời rét sâu, với mức nhiệt ở đồng bằng phổ biến 16-17 độ C, ở vùng núi thậm chí còn xuống dưới 10 độ C. Thời tiết trên biển cũng chuyển xấu khi gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét.